suốt ngày chơi game. Thì con không có cái việc gì ngoài việc chơi game hả con? Ai lại thanh niên hai mấy tuổi đầu rồi, vợ con không chịu lấy, suốt ngày cắm mặt vào cái điện thoại thế hả con? Bố, cứ nói con thế. Thì chả thế thì sao hả con? Thanh niên ấy, người ta đi làm về, người ta phải đi tán gái thì mới lấy được vợ. Cái suốt ngày thì cắm mặt vào cái điện thoại thế kia thì lấy nào được vợ hả con? Lấy vợ con còn phải chọn chứ. Mà lấy vợ chọn không thể chọn bừa chọn ẩu được. Các cụ bảo rồi, lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống. Thì con bây giờ con chưa chọn được cái tông vừa với con thì con lấy làm sao được? Bố, con thì suốt ngày ở nhà cắm mặt vào cái điện thoại thế kia ấy, thì tông ở đâu mà chọn? Con mà không chọn kỹ thì lại đi vào cái vết xe đổ của bố thì cũng là... Bố thì làm sao hả? Đấy, bố thử nhìn lại bố xem. Bố lấy vợ bố không chọn kỹ đấy. Bây giờ hở ra một cái là bị mẹ đấm tím cả mắt à. Bố nói cho con biết nhé, những cái lần mà bố bị tím mắt ấy, chẳng qua là bố bị vấp ngã vào nắm đấm của mẹ mày. Mẹ mày sợ bố một phép, làm sao mà dám lệch. Sợ bố một phép, mẹ nói to một cái bố rúng cả đít vào. Sợ bố một phép. Đấy chẳng qua ấy, là bố mày khép đít tôn trọng mẹ mày thôi nhá. Chứ mẹ mày thì làm sao mà có cửa với bố. Hơn nữa là bố có bao giờ có tiền, con chả thấy bao giờ bố có đồng nào trong túi. Được cái đồng trợ cấp nào thì về mẹ tịch thu hết thì đâu nữa. Con thấy bố chả có tiếng nói gì với mẹ. Bố ấy, nói mẹ mày suốt đi. Bố nói mẹ được cái gì? Thì bố vẫn nói với mẹ mày, dạ tôi biết rồi, dạ bà vâng, bà yên tâm. Đấy, đàn ông mà con thấy bố nói dạ vâng với mẹ, con thấy không được. Hồi đấy là bố nói vui vậy thôi nhá, chứ các cụ có câu rồi, kính vợ thì đắc thọ, sợ vợ thì sống lâu, nể vợ thì bớt u sầu, mà để vợ trên đầu ấy, trường sinh bất lão con ạ. Nhưng mà con thấy bố sợ quá như vậy không tốt thế nào, nó làm sao con cảm thấy. Thôi con ạ, nhiều lúc bố cũng buồn lắm, chả biết làm sao. Đấy, đàn ông thì nó như hạt mưa sa, tân trai như hạt mưa sa, hạt vào đầy cát, hạt ra ruộng cày. Mà tân trai như hạt mưa rào, hạt thì rơi xuống giếng, hạt vào vườn hoa. Bạn trai thì 12 bến nước con ạ. Mà thôi anh lo cái việc của anh đi nhá. Từ giờ đến cuối năm ấy, là anh phải lấy vợ. Bố đi mà lấy, con chịu. Bố mà lấy được nhá, bố lấy lâu rồi. Mày hỏi mẹ mày xem mẹ mày có cho bố mày lấy vợ nữa không? Cho lấy là bố mày lấy luôn. À bố này, con thấy anh khoằm ấy, anh nói với con là 11 giờ đêm nọ bố mò vào nhà cô Lành thì làm cái gì đấy hả bố?
Thôi đấy, tùy con. Con bao giờ con lấy vợ thì lấy. Chọn vợ nó phải chọn thật kỹ vào nhé.